Út Phượng ơi, Út Phượng ăn cơm với gì vậy? Út Phượng ăn cơm với trứng chưa? Ăn cơm với trứng chiên ngon hơn. Út Phượng ăn ngon lắm. Út Phượng ăn cơm ngon lắm. Phượng chan nước lạnh ăn ngon lắm. Bạn ăn bạn ăn cơm với trứng chiên ngon không? Úp bạn ăn cơm trứng chiên ngon lắm. Út Phượng ơi, thương út nhiều lắm. Út cảm ơn bà. À, Út Phượng ăn ngon lắm. Út Phượng ơi, Út Phượng ở một mình, Út có buồn không? Bạn ăn trứng kem ngon quá. Chân 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 hà. Miệng Út dao á, Út hả? Hả bự được, Út ăn có chiếu à. Út ăn có chiếu à. Bộ ăn có chấm, ăn có chiếu à. Ừ.
Vậy luôn á. Khẩu ăn mà vậy nha. Chở mẹ ăn mà vậy á. Hàm cái úp bên đây nó bị sưng á, gân cùng á nó bị bể ra, nó cắn thịt nó sưng lên, có máu nó sưng lên. Úp hả ra không có được, úp ăn có xíu à. Để cho con mèo. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi cục gà. Có cơm trắng cho con ăn cũng được. Ăn đi con. Ngon lắm. Cơm á, cơm trắng luôn á. Ăn con, ăn hết nè. Út Phượng, ăn có ngon không? Út Phượng, ăn cơm ngon lắm. Út Phượng ơi, Út Phượng ở một mình, Út Phượng có buồn không? Út Phượng không có buồn, không có buồn. Út Phượng ăn cơm ngon không? Út Phượng ăn cơm ngon lắm. Út Phượng ăn cơm ngon lắm.